nói ai nữa điều gì. Giấc mơ ngày nào cùng đi, giờ biết ly chọn ai nghĩ suy. Nói cho em một lần nghe, tại sao như thế. Ngày anh bước cùng ai, ngày em biết mình sai. Vì trao hết tình yêu ấy, mấy khi nghĩ mình sẽ nhận lại. Ngắm mưa ở ngoài cửa sổ, lòng đau khổ tại sao em quá ngờ. Cứ mơ về người con trai, lòng em yêu mãi. Em cứ đợi anh mãi, đợi lúc em đi anh sẽ níu lại. Vì em dám chắc là nơi trái tim anh giờ vẫn chưa có ai. Nhưng em chờ đợi mãi, đợi mãi nhưng đâu ngờ anh vẫn chẳng nhớ. Đến bao giờ hết mong chờ để trái tim thôi buồn. Trang My rất là vui và cảm thấy rất là vinh dự khi mà được đứng đây để mà có thể hát cùng với tất cả các bạn quốc tế và tất cả các bạn Việt Nam nữa. Không biết là mọi người hôm nay đã chuẩn bị đủ tinh thần để sẵn sàng quẩy tung hôm nay chưa ạ? Bây giờ thì sẽ chuẩn bị bài hát tiếp theo nữa. Không biết là mọi người muốn nghe Trang My hát bài hát gì ạ? Bài hát gì ạ? Nói to hơn được không ạ? Thôi thì bây giờ Trang My sẽ tặng cho mọi người một bài hát. Nhưng mà chắc không phải là một bài hát buồn, một bài hát vui đi. Tại vì mới nãy Trang My vừa mới hát một bài hát buồn rồi. Và bài hát tiếp theo, nếu như mà những ai ở dưới này thuộc thì có thể hòa giọng chung cùng với Trang My được không ạ? Đó chính là sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Đó chính là bài Yêu. Mọi người ở đây có ai thuộc bài Yêu không ạ? Có thì hát cùng với Trang My nha. Đồng ý không ạ? La to hơn được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yêu là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngàn môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời từng phút giây tuyệt vời. Yêu là ngày
em bên anh không chút ưu phiền, đừng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung và hẹn gặp lại ạ. Hello, Sammy ơi, lại đây bắt cóc xíu. Mời về lại sân khấu ạ. Chúng mình phải giao lưu với lại các bạn khán giả của FanFest một xíu chứ mà. Dạ, có thể chứ ạ. Okay. Em luôn sẵn sàng tại vì sợ phí thời gian của tất cả mọi người thôi nên là... Có phí không ạ? Dành cho những... Cảm giác của bạn như thế nào khi mà hoàn thành nhiệm vụ của mình? Thật sự là lúc nãy là Trang My rất là rung và hồi hộp, nhưng mà khi bước ra đây rồi thấy những tràng vỗ tay và tất cả sự reo hò của tất cả mọi người là mình biến mất đi cái sự rung lúc nào không hay luôn và cứ thế mà phiêu theo mà hát thôi ạ. Các bạn thấy Trang My có xinh không?
Giờ mình mình hỏi mình chia sẻ chút xíu về dự án công việc của mình nha. Nghe nói là Trang My có một bài hát mới phải không ạ? Vừa rồi thì Trang My cho ra mắt một sản phẩm mới của Trang My, và bài hát đầu tiên cũng chính là sản phẩm mới mà Trang My vừa mới cho ra mắt khoảng hơn một tháng, đó chính là bài hát Mặt Trái Của Hạnh Phúc của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Wow, chúc mừng Trang My, và hy vọng là trong tương lai là Trang My sẽ còn tỏa sáng hơn nữa và có nhiều bước tiến trong sự nghiệp của mình hơn nha. Dạ, em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn Trang My rất là nhiều. Tạm biệt lần hai. Còn bây giờ thì kêu mọi người hashtag trước đã. À, hashtag. Các bạn ơi, khi mà thay